Hai quý vị bạn thân mến. Bên đi được khác luôn. Mình lên Hoàng Sufi Lodge. Nơi mà nó rất là nổi tiếng với các cái cánh đồng các ruộng bậc thang ha. Đó, thì mình thấy có một cái chị đang cày. Nó đang dắt trâu đi cày. Tranh thủ quay bên lề cho bà con xem nhé. Chắn là chúng ta đã thấy cái trâu cày ở các cái đồng bằng rất là nhiều, miền Tây nhiều rồi, nhưng mà bữa nay nè, để con trâu đi trước cái cày đi sau. Đi về bao nhiêu lâu vậy em, đi bao nhiêu tiếng? Ủa, nhìn cái cày lạ. Trời, cài có mảnh ruộng người đi tới lui vậy hả ta? Đó. Rồi đi giáp một vòng qua, sau này quay trở lại. Ủa sao lại đi cái đường đó ta? Lại hay ta? Ồ, đi đánh vòng lại. Ủa sao họ không đi trong cái khoảnh này mà họ đi ra ngoài luôn ha? Trồng ra phía quải luôn. Ừ. Xong rồi đi ngược lại, hoành vô, hoành vô, từ từ. Rồi nó không chịu đi vô kìa. Không có đường nào đi xuống đâu. Anh đi, đi phía bên này. Rồi lại đi tôi đi vô tiếp. Rồi ok. Bên đây được. Ồ, nói tiếng gì á? Ủa chị là người dân tộc gì chị? Mình là người đồng bào gì chị? Dao đỏ hả? Dao đỏ. Dao đỏ. Ồ. Chị nghe tiếng Kinh chị hiểu không? Không hiểu. Không hiểu. Ồ. Cực quá ha. Hai người nói chuyện nhau mình không hiểu luôn. Trên cái khu vực vùng cao này á, vì nó cách mặt nước biển khoảng hơn gần 2.500 mét, cho nên là nhiệt độ trên đây thì bò không có sống được, chỉ có trâu thôi. Rồi tiếp tục. Không biết em trâu này nhiêu tuổi? Trâu này nhiêu tuổi vậy chị? Trâu này bao nhiêu tuổi anh? 4 tuổi hả? Thường thì nó tới bao nhiêu tuổi là nó không đi cày được nữa? 3 tuổi. Cày được rồi. 3 tuổi là cày được rồi. Ba. Nhưng mà nó cày tới mấy tuổi nó nghỉ? 13 14 năm. 13 14 năm. Ba. Ồ dữ vậy hả ta? Hơn 4 tuổi con đẻ con rồi má con à. Ba 4 năm cày được rồi. 3 tuổi là 3 năm là cày được rồi, xong rồi xong rồi. Rồi. Rồi làm vậy không biết là một ngày kia kiếm được nhiêu tiền. Rồi, còn thấy bà con trên đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Khó. Sao
bò nè, con bò này nó biết nghe tiếng dao luôn nè. Nói chứ những hình ảnh này thấy vậy mà nó cho mình một cái cảm giác rất là thanh bình. Ở đây là hoàng su phi thuộc ở đây là thôn gì hả? Thôn thông đây là hoàng su phi. Cái xã mình là xã Thông Nhiều, qua là Thông Nguyên. À, Su Phì, xã Thông Nguyên được tỉnh Hà Giang.